Thưa quý vị, với mức độ tiêu thụ rượu bia không ngừng tăng của người Việt hiện nay, ý tưởng đưa người say về nhà có thể xem là một giải pháp giúp kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một ứng dụng điện thoại mang tên Bạn uống tôi lái. Cái tên này đã nói lên tất cả. Đã uống rượu bia say xỉn không được phép lái xe. Nếu như vậy thì những anh trai ngồi phía sau lưng tôi đây, khi lỡ quá chén làm sao có thể trở về nhà? Câu trả lời nằm ngay ở ứng dụng Bạn uống tôi lái. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại di động của mình, sẽ có ngay một tài xế đến tận nơi để đón bạn cũng như là phương tiện của mình về đến nhà một cách an toàn nhất. Bạn uống tôi lái, hay viết tắt là BUTL, có giao diện khá giống với các ứng dụng đặt xe hiện nay. Sau khi khách hàng nhập nơi đón, nơi đến, tài xế sẽ xuất hiện dùng chính xe của khách để đưa khách về nhà. Đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, trải qua nhiều vòng sát hạch và đào tạo bài bản. Họ thường là những người có nhiều năm làm tài xế cho các công ty lớn, chạy các xe sang trọng. Bạn uống tôi lái còn có gói bảo hiểm chuyên biệt cho người và xe. Tôi làm công việc này thứ nhất cũng là nhờ lương, thứ hai nữa thì đam mê công việc, thứ ba nữa là ý nghĩa là giúp cho những người say xỉn được về tới nhà mà xe của họ cũng được an toàn. Tôi rất là thích dịch vụ này và tôi đã đi trải nghiệm mấy lần rồi. Tại vì bản thân đưa tôi về nhà an toàn mà còn đưa cả tài sản, cả chiếc xe của tôi về nhà an toàn nữa. Cho nên là tôi thấy giá rất là hợp lý. Giá tiền cho cả chuyến đi được tính dựa theo thời gian di chuyển, nhưng lại hiển thị trước khi khách hàng đặt dịch vụ. Vì vậy, bạn chỉ việc trả đúng số tiền này và tận hưởng chuyến đi về tới nhà.